Cũng trong ngày hôm nay, Tập đoàn Công nghệ FPT và Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo hàng đầu thế giới Mila Canada đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược để phát triển lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam. Hai bên sẽ tập trung nguồn lực để nghiên cứu và phát triển năng lực công nghệ trí tuệ nhân tạo, xây dựng trung tâm nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo đạt chuẩn quốc tế tại Việt Nam, đào tạo và trao đổi nguồn nhân lực chất lượng cao và hợp tác phát triển kinh doanh trong lĩnh vực này. Mục tiêu là trong 3 năm tới có thể ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong nhiều lĩnh vực như ngôn ngữ thông minh, nhà máy thông minh, y tế, nông nghiệp, v.v. Với thỏa thuận hợp tác này, hai bên hy vọng sẽ sớm đưa Việt Nam trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á.